Anh chị cô chú có khi nào mà nghe đất trung tâm thành phố Biên Hòa mà tầm khoảng 10 triệu một mét vuông chưa? Nghe rất là khó nghe đúng không? Nhưng mà hôm nay nó còn khó nghe hơn nữa anh chị. Thì hiện tại là Lộc đã nhận và đang nhận một sản phẩm nhà trọ. Nó có sẵn 10 căn nhà trọ gác đúc và đang sử dụng nước máy, đường ô tô, đường thông nằm tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Đấy, ngã tư Bixi chỉ 1,5 km anh chị. Và sốc hơn đó chính là chưa đến 11 triệu một mét vuông anh chị. Khá là sốc anh chị ơi. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú, quý anh chị nha. Thì hôm nay Lộc đang nhận được một cái nguồn khá là tiềm năng để cho mình anh chị mà đầu tư vào cái thời điểm này luôn anh chị. Một cái sản phẩm đầu tư đó chính là nhà trọ anh chị. Là hiện tại là nhà trọ full phòng luôn anh chị. Khu vực dân cư ở đây thì khá là đông. Công ty kế bên luôn. Đấy, đây là công ty. Trường mầm non thì ở đây em không biết sao mà trường mầm non quá trời luôn. Đó. Thì một phòng thì nó giá là 900 ngàn tháng. Đó. Thì điện nước thì tính riêng, điện điện thì 2.500, còn nước thì nó là 10 ngàn khối ha. Nước thì nước máy. Rồi thì trước khi vào đất á, thì anh chị hãy xem một vòng trên Playcam để anh chị đánh giá được cái cơ sở hạ tầng cũng như là đường xá giao thông tại khu vực phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa này nó tiềm năng và phát triển như thế nào anh chị ha. Rồi thì đây là Google Map anh chị ha. Đây vị trí đất mình sẽ nằm ngay vị trí tròn đây ha. Thì nó khá là gần anh chị nha, gần các tiện ích chị. Đây nó là khu vực trung tâm rồi ha. Đây. Thì từ đây mình sẽ ra là ngã tư Quang Thắng, chợ Quang Thắng anh chị. Thì cái chợ Quang Thắng này nó là đường 768B đó. Thì từ đó ra đây là chỉ có là 500 mét anh chị, khá là gần luôn nè. Đường Nguyễn Khuyến nè, đấy, đường Nguyễn Khuyến thì nó nằm kế bên rồi. Đường Nguyễn Khuyến thì mình ra là rồi chỉ có là 270 mét thôi, khá là gần luôn, 270 mét. Và từ đây mình sẽ đi đến cái con đường Bùi Hữu Nghĩa. Con đường Bùi Hữu Nghĩa đó chính là ngay chỗ ủy ban phường Trảng Dài. Thì từ đất mình lại thì nó chỉ có 600 mét thôi chị. Đấy, khá là gần đấy ha. Thì khá là gần, ở đây trường học nè, tiện ích, nói chung là siêu thị các thứ là nhiều lắm, khá là nhiều. Đấy, nó là trung tâm rồi đó. Đường Nguyễn Thái Học nè, đường Nguyễn Thái Học thì cũng gần đây. Đấy, khá là gần. Đây là trường trung học cơ sở Hoàng Sa. Và đây là ra đường Trần Văn Xã anh chị. Đây, ngay ngã tư đường Trần Văn Xã thì nó là 1,68 km. Đấy, nó 1,68 km. Khu vực này nó khủng khiếp lắm. Nó là nằm ngay trường đại học luôn anh chị. Đó, trường tiểu học Hà Hy Giáp nè. Đấy, nó có hơn một cây số thôi, khá là gần. Chợ Trảng Dài thì nằm ngay đây, thì cách 1,5 km luôn, thì nó cũng ngang ngửa với lại cái ngã tư Trần Văn Xã. Đấy, đường thông thương khá là nhiều luôn, ở trung tâm thành phố mà, nên là nó đầy đủ hết rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ đưa anh chị đi thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên thì mình ra đường Đồng Khởi đi. Đường Đồng Khởi Biên Hòa thì nó sẽ là nằm đường này. Đây, đường Đồng Khởi này là nối liền giữa tỉnh lộ 768 và đường Nguyễn Ái Quốc ha, nó gọi là đường Đồng Khởi. Thì từ đất mình ra đường Đồng Khởi, từ đất mình đây ra đường Đồng Khởi là chỉ là 1,3 km thôi. Đó, khá là gần. Rồi, từ đây thì mình sẽ ra là ngay ngã tư, ngã tư Tân Hiệp, đó chính gọi là đường Nguyễn Ái Quốc ha. Đây, đường Nguyễn Ái Quốc nè, ngã tư Tân Hiệp nè. Đấy, là nó là 3,5 km anh chị. Nó rất là gần anh chị ạ. Và nếu mà anh chị đi Sài Gòn á thì nó sẽ có hai hướng. Một là anh chị sẽ đi được theo đường Nguyễn Ái Quốc này ra cầu Hóa An là tới quốc lộ 1K để mình đi về Sài Gòn. Hai là mình có thể là ra đường quốc lộ 1A qua đường Đồng Khởi này ha, đi hết Đồng Khởi này
là mình ra quốc lộ 1A nè. Đó, là mình sẽ đi thêm là khoảng là 2 km mấy nữa, là tổng cộng là 6 km á, thì mình sẽ ra là cái đường đường này gọi là quốc lộ 1A ha. Mình sẽ đi đến cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn thì nó nằm đây, thì từ đi đất thì cách là 12 km ha, vậy ha, khá là gần. Cầu Sài Gòn thì đã qua tới Sài Gòn rồi thì khá là gần anh chị. Và vị trí đất mình, vị trí đất mình nha, nếu mà đi ra ngoài cầu Hoa An để ra quốc lộ 1K về ngã tư Linh Xuân á, đây thì đây là xuống cầu Hoa An nè, thì đất mình nó xuống là 9 km ha, là đụng quốc lộ 1K rồi. Đấy, mình ra cầu vượt Linh Xuân, đây là cái cầu vượt Linh Xuân ha. Đây, đấy thì nó là 18,5 km, 18,5 km. Đấy, khá là gần anh chị. Rồi thì đây là tổng quan của Google Map. Và bây giờ thì em sẽ cho lấy cam xem về cảnh quan thực tế bên ngoài nó như thế nào anh chị ha. Rồi anh chị hãy nén vài giây và cố gắng theo dõi hết video này. Nếu anh chị thực sự là có nhu cầu thực tế và muốn sở hữu cái nhà trọ này ha. Rồi thì đây chính là dãy nhà trọ của Lộc đang giới thiệu cho anh chị nha. Thì có diện tích là 254 m², ngang thì 7 m, dài thì 37 m. Đường trước mặt thì đường bê tông đó, có chiếc xe hơi của em đang đậu đó, đường khoảng chừng 3,5 m, 4 m thôi, xe hơi đi thôi, không có quá rộng đâu. Và ra khoảng chừng 45 m là nó có một cái đường nhựa lớn ha. Đấy, anh chị mà đi tiếp dọc theo cái công ty đó khoảng 200 m là chị ra là cái đường Nguyễn Khuyến, hồi nãy em có giới thiệu anh chị đó. Đường Nguyễn Khuyến thì mình có thể là xuống chợ Quang Thắng thêm vài trăm mét nữa, 300 mét nữa là đến chợ Quang Thắng ha. Rồi, tiện ích thì trong thành phố thì em cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, tại vì nó quá đầy đủ rồi anh chị. Anh chị đi hướng này thì nó sẽ ra là đường 768, thì nó nói liền với lại cái ngã tư chợ Quang Thắng á, và cái đường Bùi Hữu Nghĩa. Đường Bùi Hữu Nghĩa thì cái ủy ban nhân dân phường nằm ngay đó luôn đó. Thì đây là ủy ban xã nè, cái ủy ban phường Trảng Dài nè, đây đó, chính xác ở đây là phường Trảng Dài. Và vị trí này đó là trường tiểu học Hoàng Sa, cũng như là trường đại học Nguyễn Khuyến nằm vị trí này. Đấy, thì hồi nãy cái km thì em cũng có giới thiệu rõ ràng cho quý anh chị là nó khá là gần thôi. Ra trường đại học thì nó chỉ 1,5 km thôi, còn cách ủy ban thì nó gần đây rồi. Thì đường Đồng Khởi là cái con đường huyết mạch giữa huyện Vĩnh Cửu và thành phố Yên Hòa. Đó là cái đường được phát triển kinh tế, thì nó ra là chỉ 1,3 km thôi, khá là gần luôn. Rồi thì tương đối thì vòng vòng cũng là khu dân cư và các tiện ích thôi. Thì thật sự là ở trung tâm rồi nên là cũng không có cần giới thiệu gì nhiều cho quý anh chị biết ha. Hôm nay thì dân cư đông đúc, công ty xí nghiệp thì cũng gần, nên là anh chị yên tâm về vấn đề là công nhân thuê trọ nha. Anh chị xây bao nhiêu là có người thuê bấy nhiêu. Rồi thì vòng vòng chỉ vậy thôi. Thì bây giờ thì em mời anh chị vào trong đất đi, trong đất vào cho nó thực tế hơn, để xem được cái dãy nhà trọ mình có cái gì đặc sắc, cũng như là có phù hợp với lại nhu cầu mình hay không nha. Rồi thì bây giờ anh chị vừa xem xong cái đoạn lay cam của Lộc giới thiệu về cái đường xá giao thông và cơ sở hạ tầng tại khu vực phường Trảng Dài thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bây giờ thì Lộc sẽ dẫn anh chị vào trong đất nha, vào trong dãy nhà trọ. Thì con đường vào dãy nhà trọ mình á, thì nó tương đối là nó hơi hạn chế ha anh chị ha, nó chỉ khoảng là 3,5 m thôi, 3,5 m đến 4 m thôi. Thì từ đây anh chị vào căn nhà trọ đó là nó là chưa đến 50 m đấy. Rồi bây giờ anh chị vào ha, đường xe ô tô vào thoải mái nè, xe em đã dựng đó rồi đó, rất là ok anh chị. Thì xung quanh ở đây cơ sở hạ tầng khá là phát triển, tiện ích khá là gần anh chị đó.
từ đây mà anh chị về thành phố Hồ Chí Minh ngay cầu vượt Linh Xuân thì nó có là 20 km thôi, quá là gần anh chị. Khu vực này thì công ty xí nghiệp và dân cư ở rất là đông, tiện ích thì nó là trung tâm thành phố Biên Hòa rồi, nên là cái giá trị bất động sản ở đây rất là có giá trị anh chị. Ở đây chính là cái dãy nhà trọ mà Lộc đang muốn gửi đến anh chị nha. Cái hạn chế ở đây là chỗ này chưa thu cư anh chị, chưa thu cư nhưng đã xây dựng full diện tích trên sổ ha anh chị ha. Thì trên đất mình thì nó đã xây là 10 căn nhà trọ và hiện tại là đang cho thuê là full phòng. Nước thì sử dụng nước máy anh chị ha. Thì nhà trọ mình thì nó có la phong, có gác đúc, anh chị thấy không, được ốp lát là đầy đủ, ốp lát là rất là sạch sẽ. Rồi, anh Hoàng cho quay cho anh chị xem cái phòng có cái chi tiết hơn. Rồi, đây là phòng số 1 đầu tiên anh chị ha. Đây thì nó ngang 7 nên là khi mà anh chị xây nhà trọ rồi thì nó cũng còn một cái khoảng trống khá là rộng để anh chị là cũng như để xe nè, hoặc là để bàn ăn uống ha, cho những cái người thuê trọ ở đây được rất là thoải mái anh chị ha. Nên là không gian sống thoải mái thì tất nhiên là mật độ người thuê trọ sẽ đảm bảo rất là tốt luôn. Thì ai cũng vậy hết, ai cũng muốn thuê một cái phòng nó thật rộng rãi, cũng như là cái phía vỉa hè trước nhà trọ mình cũng được rộng rãi để mình để xe máy nè, cho con em vui chơi nè, nó không bị ảnh hưởng nè. Ở trên thì có camera giám sát cũng như là wifi đó, thì phục vụ là bà con ở thuê trọ ở đây khá là yên tâm. Rồi. Thì những cái phòng này á, bây giờ mà nếu mà anh chị xây mới á thì nó trung bình dao động vào khoảng là 70 đến 80 triệu một phòng anh chị, 70 đến 80 triệu một phòng. Thì thay vì anh chị sẽ mua đất và xây nhà trọ lại á, thì thời điểm này em thấy là nó không thích hợp. Nếu anh chị xây dựng thì 10 phòng này đã chiếm là khoảng là 700 đến 800 triệu rồi đó, và giá trị đất của mình nữa đó. Nên là cái thời điểm này anh chị nếu mà đã xác định mua nhà trọ có sẵn thì cũng khá là cái tuyệt vời hơn á, giảm thiểu rất là nhiều chi phí cho anh chị luôn. Thì phòng này thì xây rất là kiên cố à, ví dụ như 20 năm 30 năm là bình thường, chỉ là mình sơn phết lại là nó mới thôi. Nên anh chị yên tâm nha, xây nhà trọ là để kinh doanh nên là chủ đầu tư lúc nào cũng chọn những cái vật dụng, vật liệu xây dựng rất là tốt để đảm bảo cho cái thời gian nó được lâu bền hơn, nên là nhà trọ nào cũng được xây dựng rất là kiên cố anh chị. Rồi thì đến đây đó là phòng số 10 rồi. Phòng số 10 thì là hết rồi anh chị ha. Phòng trọ thì mỗi phòng là nó rơi vào là 15m2 anh chị, được ốp lát gạch sạch sẽ, bên trong cũng được ốp gác lát luôn, ở trên gác thì là gác đúc, nên là anh chị là yên tâm về cái cơ sở hạ tầng của cái căn nhà trọ này rất là đảm bảo ok để mà mình kinh doanh được lâu dài hơn. Ở trên thì có la phong tôn lạnh thì cũng giúp là phòng trọ mình mát mẻ, cũng thu hút được là người lao động vào thuê để ở. Thì anh chị nào cảm thấy là phù hợp với lại nhu cầu đầu tư tại thời điểm này của anh chị thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc Bất Động Sản, Lộc sẽ là người kết nối anh chị cùng với chủ để làm việc một cái giá mà anh chị mong muốn để mà đầu tư căn nhà trọ này. Rồi, Lộc xin chúc các anh chị là có một ngày thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc. Rồi, em xin chào quý anh chị.